Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây quýt rừng nhà mình nha. Đây, đây form thiên nhiên. Cây sống khỏe xanh tươi tốt nha, dáng quăng nhân nhà mình nha. Đây. Chân dài nhà mình. Đây, dáng đứng bến tre nha. Đây. Cây rất chi là sung luôn. Cái lá này khá là hay luôn nha mình. Đây. Lá xanh, lá vàng nha. Cây này rất là ngộ luôn. Đây. Như đột biến vậy nha mình. Vàng chi xương này rất là già luôn. Đây. Cây này có mã số là 922, có hoành 8 nha mình nha, cao là 52, cây đang nằm mà cái chậu mây xanh lọt lòng là 29. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 650 bao ship nha. Đây. Một cây quýt rừng. Đây. Ở dưới này khuyến mãi cho nhà mình một cô thôn nữ luôn nha. Đây, cô thôn nữ đây. Quýt rừng nhà mình. Cái lá này khá là hay luôn nha. Nhà mình xem tham khảo nha, được chi ưng ý thì ủng hộ nhà vườn luôn. Quýt rừng cây này khá là khéo luôn. Viên cây nhà mình. Rồi mã số 922, giao lưu nhanh với nhà mình là 650 bao ship luôn chậu nha. Đặc biệt là tặng luôn em thôn nữ này. Đó. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.